Ân Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh và Dàn Sao Việt chúc mừng Thu Thủy được bạn trai kém tuổi cầu hôn. Rất nhiều đồng nghiệp thân thiết bày tỏ niềm vui khi chứng kiến cảnh bạn trai kém tuổi cầu hôn Thu Thủy. Vừa qua, thông tin Thu Thủy được bạn trai kém tuổi quỳ gối cầu hôn đã gây bất ngờ cho công chúng lẫn truyền thông. Ai cũng mừng cho nữ ca sĩ sau chuỗi ngày lận đận đã tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình. Thu Thủy được bạn trai cầu hôn vào vừa qua. Trên trang cá nhân, bạn bè thân thiết của Thu Thủy như Ân Hoàng Phúc, người mẫu Kim Cương, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, siêu mẫu Anh Thư đều để lại những lời chúc mừng đầy tình cảm dành cho nữ ca sĩ. Ân Hoàng Phúc viết: "Tất cả mọi người thương yêu em, trong đó có anh, biết tin vui của em hôm nay và ngày này cũng đến, chúc em sẽ có một tình yêu viên mãn bên người bạn đời em chọn nhé Thủy." Người mẫu Kim Cương, bà xã Ân Hoàng Phúc chia sẻ: "Chị yêu à, thế là hôm nay chị tôi cũng khóc nhé. Khóc vì hạnh phúc là cái khóc xứng đáng nhất phải không ta? Hôm nay vợ chồng em đi hát nên không có qua chơi với chị được. Kim Nguyễn ơi, anh chơi lớn quá đó nhé, rất dễ thương. Hãy luôn bảo vệ người phụ nữ và con trai của chị ấy nhé. Một ngày gần nhất, gia đình em sẽ mời gia đình anh chị ăn uống chúc mừng hạnh phúc này nhé. Yêu quý gia đình anh chị." Vợ chồng Ân Hoàng Phúc đăng dòng trạng thái chúc phúc cho Thu Thủy và chồng tương lai. Không chỉ vậy, bộ ba Ân Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh và Kim Cương còn quay hẳn đoạn clip chúc mừng Thu Thủy. Cả ba cho biết vừa diễn xong đã hay tin vui nên lật đật tụ họp quay và gửi đoạn clip đến Thu Thủy. Cả ba đồng thanh chúc mừng Thu Thủy, họ tin những ai yêu mến nữ ca sĩ và dõi theo những chuỗi ngày vừa qua của cô sẽ chúc phúc cho cô. Siêu mẫu Anh Thư, nghệ sĩ Lâm Vĩ và stylist Nguyễn Thiền Khiêm cũng lên tiếng chúc mừng nữ ca sĩ. Trấn Thành đã nghĩ tới chuyện để Harry Won lấy chồng mới, đem gia tài đi làm từ thiện. Trấn Thành nhắn nhủ bà xã Harry Won, nếu cảm thấy yêu ai được, hãy cứ đi thêm bước nữa. Trấn Thành được công chúng biết đến và mến mộ với nhiều vai trò khác nhau như MC, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh. Trên sân khấu và cả ngoài đời thật, người ta luôn nhớ đến một nghệ sĩ có khiếu hài hước, luôn tươi cười và không ngại pha trò. Thế nhưng, nếu tiếp xúc sẽ thấy ông xã Harry Won còn là người có lối suy nghĩ sâu sắc, kinh nghiệm cuộc sống. Trấn Thành vừa thu hút sự quan tâm đặc biệt khi chia sẻ về câu hỏi sẽ làm gì nếu chỉ còn một ngày để sống. Mới đây Trấn Thành trả lời phỏng vấn với câu hỏi nếu chỉ còn một ngày để sống anh sẽ làm gì. Nam diễn viên hài cho biết anh sẽ hoàn tất trang cuối cho cuốn sách đời mình, sử dụng 24 giờ ngắn ngủi đó một cách trọn vẹn nhất cho những việc sẽ làm trước khi lìa xa cõi tạm này. Tôi vừa là người sống vị kỷ, tôi yêu bản thân nhưng cũng là người sống vị tha, vị nhân sinh. Tôi sẽ để lại cho cha mẹ, vợ con, những đứa em và những người bạn thân nhất, mỗi người một tài khoản, đủ để họ sống tốt hơn. Phần gia tài còn lại tôi sẽ làm từ thiện. Tôi sẽ ký giấy hiến tạng cho những người cần nó để tiếp tục sống, sẽ hiến xác cho khoa học, Trấn Thành nói. Còn về phần bà xã Harry Won, Trấn Thành cho biết, tôi sẽ nói với vợ tôi rằng, nếu cảm thấy yêu ai được, hãy cứ đi thêm bước nữa. Tôi sẽ dặn cha mẹ tôi yêu bản thân hơn và tận hưởng phần đời còn lại của mình bên nhau, nơi họ không phải vướng bận bất cứ đứa con nào, chỉ họ mà thôi. Những lời tâm sự sâu sắc của Trấn Thành khiến người hâm mộ rưng rưng, đặc biệt là việc anh khuyến khích Harry Won đi thêm bước nữa hay quyết định sẽ ký giấy hiến tạng hiến xác cho khoa học. Với quỹ thời gian một ngày, nam nghệ sĩ làm được khá nhiều điều ý nghĩa cho cả gia đình mình và xã hội. Harry Won và Trấn Thành kết hôn năm 2016 sau nhiều sóng gió tình cảm. Trải qua gần 3 năm bên nhau, hai vợ chồng vẫn dành cho đối phương tình cảm ngọt ngào như lúc ban đầu. Thời gian gần đây, cặp đôi liên tục bị dục cũng như vướng tin đồn về việc mang thai con đầu lòng. Dù chưa lên tiếng phủ nhận hay khẳng định các thông tin này, nhưng cả Trấn Thành và Harry Won đều cho biết bản thân đã sẵn sàng để có con khi trời cho. Việt Anh vướng nghi án cặp kè cái xấu chúa Quỳnh Nga khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ cũ nam diễn viên nói gì? Cả Hương Trần và Quỳnh Nga đều phủ nhận những thông tin ngoại tình đang làm nóng mạng xã hội. Trưa 18 tháng 6, Hương Trần xác nhận hoàn tất thủ tục ly hôn diễn viên Việt Anh. Trong bài viết của mình, vợ cũ nam diễn viên cũng ẩn ý việc có người thứ ba chen chân, phá hoại hạnh phúc gia đình. Cảm ơn cuộc sống này đã dạy cho tôi nhiều bài học hơn về cách sống, về lý trí, về tình cảm. Suy cho cùng, người bên ta chỉ là những ruột thịt máu mủ của mình mà thôi. Tôi sẽ dần trưởng thành hơn, sẽ mạnh mẽ và kiên cường bước những bước tiếp theo. Sau này chỉ có hai mẹ con mình, những gì mẹ đã hứa cho con từ khi sinh ra, mẹ đều không làm được.
Sau này mẹ sẽ không hứa nữa, mẹ sẽ dùng hết khả năng của mẹ để làm cho con được hạnh phúc nhất. Còn những kẻ cướp đi hạnh phúc của con trai mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ và quên điều đó. Chính thức gia nhập hội những bà mẹ đơn thân, Hương Trần viết. Thông tin vợ chồng diễn viên Việt Anh ly hôn khiến công chúng không mấy bất ngờ, bởi từ năm 2018, Hương Trần Việt Anh liên tục vướng nghi án lục đục, quyết định chia tay được Hương Trần xác định là do không còn sự lựa chọn nào khác. Vừa đăng status không lâu, Hương Trần bất ngờ xóa bỏ dòng chia sẻ úp mở về người thứ ba chen chân vào gia đình mình. Tuy nhiên, một số diễn đàn truyền tay nhau thông tin cá sấu chúa Quỳnh Nga là nhân vật mà vợ cũ nam diễn viên nhắc tới. Một vài cư dân mạng cho biết họ bắt gặp Việt Anh và Quỳnh Nga tình tứ trong một quán bar, đi chùa tạo sách hay cùng nhau xem phim ở Bà Rịa. Dù không có hình ảnh xác thực, nhưng tin đồn Việt Anh Quỳnh Nga hẹn hò là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân với Hương Trần đổ vỡ lập tức gây xôn xao. Cư dân mạng truyền tay nhau thông tin Việt Anh ngoại tình với Quỳnh Nga. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc có sự xuất hiện của con giáp thứ 13, Hương Trần lên tiếng phủ nhận. Nguyên nhân đổ vỡ của tôi và anh Việt Anh là do cả hai không hợp nhau, dẫn đến mâu thuẫn và không có người thứ ba nào cả, cô chia sẻ trên báo. Quỳnh Nga cũng phủ nhận tin đồn ngoại tình liên quan trực tiếp liên quan tới mình. Cá sấu chúa cho rằng đó hoàn toàn là những thông tin vớ vẩn, cô không quan tâm. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Việt Anh cũng lên tiếng sau vụ ly hôn của mình gây ồn ào dư luận. Anh nhắn nhủ những đối tượng bình luận vụ tiêu cực trên mạng xã hội. Chuyện hai người chúng tôi thì để chúng tôi tự giải quyết, khi các bạn không hiểu bản chất sự việc thì tốt nhất đừng phán xét. Hãy tôn trọng chúng tôi không làm gì ảnh hưởng đến nồi cơm, danh dự hay uy tín của các bạn. Thì các bạn hãy tỏ ra lịch sự một cách tối thiểu nhé, người trong cuộc dù đúng hay sai thì mệt mỏi và tổn thương nhất vẫn là phụ nữ và trẻ con. Chuyện chưa có ở người ấy là ai? Con gái Lê Giang làm nữ chính, mẹ làm cố vấn tìm chàng rể. Rất nhiều khán giả bất ngờ khi nữ diễn viên Lê Lộc quyết định đi tìm người yêu thông qua chương trình và mẹ lại ngồi ở vị trí cố vấn. Không còn một Lê Lộc nhí nhố hài hước mà lần này cô xuất hiện khác hẳn hoàn toàn, nền nã và dịu dàng hơn rất nhiều. Vừa qua trailer tập mới nhất của Người ấy là ai đã được lên sóng với khán giả. Lần này, nhiều người thích thú khi dàn cố vấn đều là những nghệ sĩ hài duyên dáng, hứa hẹn mang lại tiếng cười như Lê Giang, Lâm Vĩ Dạ, Anh Đức. Trong số đó, Lê Giang bày tỏ rằng mình khá hồi hộp khi lần đầu được ngồi ở vị trí lựa chọn các siêu phẩm cho nữ chính. Khi được Trấn Thành hỏi lý do, Lê Giang khiến khán giả đứng hình với chia sẻ, chắc bữa nay chị đẹp quá. Anh Đức nhanh chóng dập tắt đàn chị khi khẳng định, chị ơi, hôm nay chị ngồi ghế cố vấn không phải nữ chính, không chịu thua, màn đối đáp. Tiếp tục gây hứng khi nữ nghệ sĩ quyết định giành ghế nữ chính, chị tưởng ai lớn tuổi nhất ngồi ghế đó. Tuy nhiên, màn xuất hiện của nữ chính lại khiến mọi người giật mình nhất. Bởi lẽ đây là gương mặt hết sức quen thuộc diễn viên trẻ Lê Lộc, lần đầu tiên tại trường quay nữ chính diện áo dài trắng nền nã. Chia sẻ về mình, Lê Lộc xúc động cho biết cô từng đã trải qua nhiều mối tình đáng nhớ, nhưng chỉ có một mối tình khiến cô khắc cốt ghi tâm, có duyên không nợ, đã khiến cả hai không thuộc về nhau. Đến với chương trình Người ấy là ai, bên cạnh việc muốn mở lòng một lần nữa, Lê Lộc còn hy vọng sẽ được cùng mẹ tìm sự đồng điệu trong việc chọn một nửa hoàn hảo cho mình. Đáp lại con gái cưng Lê Giang xúc động, chị cũng mong con gái gặp được người thật tốt để lo cho nó. Đã có rất nhiều cô gái đến với game show gặp được siêu phẩm. Hy vọng con gái Lê Giang sẽ tìm được người ưng ý để hẹn hò. Không giống với vẻ bề ngoài mạnh mẽ sôi nổi trên sân khấu, trong tình yêu cô gái 24 tuổi lại khá trầm lặng. Là những đồng nghiệp thân thiết của nhau trong showbiz và đời thường, bốn vị cố vấn và MC Trấn Thành cố tìm ra chàng độc thân phù hợp cho nữ chính Lê Lộc hay không. Người ấy là ai là chương trình với mục đích giúp các cô gái độc thân có người yêu, giúp các cặp đôi bộc lộ tình cảm và giúp những người thuộc cộng đồng LGBT được thể hiện bản thân của mình. Tất cả mọi cô gái đều có thể đăng ký tham gia với ban tổ chức và đã có không ít trường hợp tìm được tình yêu cho mình sau thời gian cô đơn. Không ngờ rằng Mai Tài Phến đã có thời bết bát như thế này. Ít ai biết rằng Mai Tài Phến của quá khứ lại sở hữu nhan sắc nhạt nhòa như thế này. Mai Tài Phến Mỹ Tâm đang là cái tên gây bão trên mạng xã hội thời gian gần đây khi cả hai dính vào nghi án hẹn hò. Trước khi trở thành tình trẻ tin đồn của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến là cái tên khá quen thuộc khi từng là thầy giáo mưa trong MV của Hương Tràm. Tuy nhiên ít ai ngờ rằng anh chàng sở hữu nhan sắc điển trai và body lực lưỡng săn chắc sáu múi của hiện tại lại từng là thanh niên có nhan sắc khá nhạt nhòa đen nhiễm. Những hình ảnh trong quá khứ cho thấy Mai Tài Phến không có body săn chắc như thế này,
Ngoài ra anh chàng còn sở hữu kiểu mái bộ lún quá quê mùa. Mai Tài Phến sau đó đã chăm chỉ luyện tập gym, cùng với gương mặt ưa nhìn, hiện anh chàng sở hữu ngoại hình vóc dáng đầy nam tính. Mai Tài Phến trong quá khứ có nhan sắc thường thường bậc trung. Mai Tài Phến sở hữu làn da đen nhẽm. Mai Tài Phến thời quá khứ không hề sở hữu body rắn chắc như bây giờ.